chuyện là đưa đồ cho người ta đánh mà không được. Thì thứ hỏi tôi đó là cái gì? Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo, đối với một đồng minh đang chịu đau khổ, chịu mình trong trên trách nhiệm của một đại cường quốc. Sở dĩ tôi từ chức hôm nay là bởi vì hôm nay ở bên Hoa Kỳ quốc hội đưa cái vấn đề viện trợ ra mổ xẻ. Tôi nghĩ rằng cái hành động của từ chức hôm nay biết đâu ngày mai từ cái chỗ nó lên 300, nó lên tới 722 hay là lên 1 tỷ mất, rồi tới tấp cầu hàng không chở xe tăng đại pháo tới rồi không còn thì qua đây những trợ. Tôi hy vọng như vậy để coi thử quốc hội Hoa Kỳ có đạo. Tôi cũng hy vọng rằng trong cái lúc mà tình thế quân sự căng thẳng tại quân khu 3, quân khu 4, ông Thiệu đi rồi và ông Tuấn nữa, thì biết đâu còn 3-4 ngày, còn 1 tuần thì chuyện nó có thể là được. Nếu như tôi để ngày mai ngày mốt mà tôi mới từ chức mà Cộng sản khởi sự tấn công thì em nó quá trễ, lúc đó nó nói giờ trễ quá làm được. Bà Hoa Kỳ, bà khẩu Hoa Kỳ có viện trợ 350 nó trả phải xong chút này trễ quá thì tôi nói lỗi 350 cũng trễ lên 722 được. Không sớm hơn mà không trễ hơn, bởi vì tôi nghĩ rằng cái thời gian tính mà hôm nay đã thay đổi cuộc diễn được quân sự của phải chiến trường được.